Tại Yên Bái đã diễn ra Ngày hội Hiến máu tình nguyện, Ngày Chủ nhật đỏ, thành phố Yên Bái năm 2020, với chủ đề Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid. Tại chương trình đã thu được gần 800 đơn vị máu. Chương trình Hiến máu tình nguyện nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, lực lượng vũ trang trong tỉnh về ý thức nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, từ đó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và hành động của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong việc hiến máu tình nguyện, góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế.